Hôm nay mấy anh em trong nhóm thợ dựng nhà đến đây để dựng nhà cho anh Nam. Với lại bên trong thì đã ngăn cái phòng, ngăn vách buồng rồi cho gia đình của cô Liên xong rồi. Hôm nay trời bão cô chú anh chị, mưa rất là nhiều. Mấy chú thợ cũng cố gắng là sắp xếp được cái lúc nào mà trời không có mưa đó thì dựng cái nhà này. Rồi sáng thì đỡ không có mưa, giờ quá trời mưa, một đám mưa rất là lớn. Coi như phần nhà cô Liên đã hoàn thành rồi đó, còn nhà của anh Nam với là cái toilet. Giờ tập trung xúm nhau lại để dựng cái nhà này lên trước khi trời mưa tới nữa. Hôm nay là cái tuần đầu tiên mà ông cụ đó giờ dựng lên rồi đó, mưa quá trời nước luôn. Mưa tới nữa. Đúng rồi. Mày kéo ra mà. Chưa.
Ra nữa. À, hiện tại giờ là trời cũng bớt mưa rồi. Giờ bắt đầu hàng đồng tay rồi lợp. Hy vọng là trời cũng thương, từ đây tới chiều không mưa thì mới rồi được. Giờ cái cây đòn tay bên này nữa là cái cây đòn tay cuối cùng là xong. Cái này ở đâu đưa tôn lên lợp. Hiện cứ nghĩ là hôm nay là không có làm được cái nhà này hoàn thành á, do sáng giờ mưa nhiều quá. Bây giờ là bớt mưa rồi, trời cũng hửng hửng nắng. Rất là mừng luôn. Đây, cái nhà này là nhà của anh Nam thì ngày hôm nay nữa là dựng hoàn thành rồi đó. Rồi sau đó thì mình sẽ xây cái toilet ở phía trong đó. Hôm nay trời mưa bão nhưng mà Thiện cố gắng để làm cái căn nhà này sớm, chứ mình không có thể chậm trễ thêm nữa, tại vì ở bên đây giờ là không có ở được nữa rồi. Chỗ này là gần như là nó muốn sụp đổ rồi. Đêm hôm gió lớn quá nó làm ngã cái cánh cửa, rớt mấy miếng kiến kìa. Thế nữa cái này thì bắn tôn luôn cho nó kín, tại vì nhà này mấy người cũng bị tâm thần á, mà để kiến thì nó nguy hiểm quá. Quá trời gió luôn, quạt cây dừa luôn. Giờ tới phần hàng đòn tay trước. Nếu vậy lỡ rồi, hàng đòn tay hết luôn đi. Ờ. Sợ điện đài nè, hồi nó cấp mất công nữa. Thank you.
hiện tại giờ là trời cũng bớt mưa rồi. Giờ bắt đầu hàng đồng tay rồi lợp. Hy vọng là trời cũng thương, từ đây tới chiều mà không mưa thì mới rồi được. Nhà mới quét dễ ha, lau chùi được cũng dễ. Lên nè, mình nhảy lên đi. Cái nhỏ đâu vậy? À, như vậy là cái căn nhà bên này của anh Nam là cũng sắp hoàn thành rồi đó. Hiện tại giờ mấy chú mấy anh đang ngăn phòng và chuẩn bị lợp cái mái phía trên. À, hai cái nhà nó gắn liền với nhau, song song với nhau rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Thì cái nhà bên tay phải có xây tường là nhà của cô Liên, còn bên tay trái cũng là dạng tiền chế là nhà của anh Nam. Thì cũng rất là nhiều công sức và thời gian để xây dựng hai cái ngôi nhà này. Đến nay cũng đã sắp hoàn thành rồi. Chỉ còn những cái phần phụ xây toilet, lắp điện và tráng cái sân thôi. Thì cũng cảm ơn các anh em, các chú đã nhiệt tình cùng với Thiện đến đây để xây dựng hai cái căn nhà này.
mặc dù ở ngoài là trời cũng đang ảnh hưởng có mưa bão đó, nhưng mà cũng cố gắng ngày hôm nay cho hoàn thành luôn. Rồi để ngoài đi anh, rồi lao rồi cái hãy đẩy vô trong. Rồi để đó đi. Nay dọn mấy cái này vô trước để mưa gió nó làm bể hết cánh cửa này rồi. Giờ mình dời cái này vô luôn, sợ nó bể nữa. Lao đi, lao cái đẩy vô trong. Thôi, chưa đâu. Sáng giờ, sáng giờ, sáng giờ. Cái nhà này Thiện làm cái phòng khách nó rộng á, thành ra bây giờ mà để cái tủ vô á, Thiện nhìn thấy cũng còn rộng rãi. Tới 12 mét chiều dài. Rồi cái này để cặp ở đây đi. Cặp ở đây đi, để tạm ở đây đi. Rồi chừng nào xong xuôi dần rồi ha ha, để cho nó đúng vị trí đó. Để vậy đi, đừng cho gió nó thổi nó sập nó bể ba cái kiến hết. Cái đó đó, bây giờ là cái gì là đồ đạc để đó đi, rồi còn cái giường ngủ là phải đem như này, tạm thời là ngủ trong này đi. Chứ cái này là không có còn ngủ được nữa đâu.
Tối nay ngủ ấm mà cô ha. Hôm nay ngủ ngoài mưa không? Hôm nay ấm rồi đó. Chiếu nó còn dày luôn á mẹ. Còn dày cái chiếu luôn nè cậu. Đúng rồi. Nè, cái chiếu nè. Ở ngoài trời bắt đầu mưa nữa rồi, nhưng mà cũng may mắn là đã lợp xong rồi đó cô chú anh chị. Ngày hôm nay rất là mừng luôn, kịp thời hoàn thành cái căn nhà cho anh Nam. Bây giờ mưa mình cũng làm ở trong được, không sao hết. Ủa còn anh Lực ở ngoài hả? Rồi xuống đây em dịnh cho nè. Rồi rồi rồi, đúng rồi. Ướt nhẹ quá trơn rồi. Vợ anh đỡ cho anh Lực. Vậy hả? Để mai mốt về em ghé em quay phim. Dạ. Thấy Dương mà không có quay đó mà hôm nay em bận quá không được. Bây giờ bớt sân chưa? Đỡ hơn hả? Dạ. Viêm đa khớp hả? Viêm đa khớp. Dạ. Chỗ này là cái toilet. Này dừng lại mặt phía sau. Rồi, cái máy bơm đây. Tới nữa là cái bếp ở ngay chỗ này, cái bếp là nấu bếp ga. Cái máy bơm này nằm sát góc. Nhà này coi như là hoàn hảo, chỉnh chu luôn. Lối đi từ nhà cô Liên ra mà cái bếp này nằm trong hết, tất cả nằm trong hết. Đây là cái phòng ngủ của anh Nam đó. Được cái phòng ngủ anh chứ là phòng khách. Quá khỏe hả con hả? Hả? Thì hai đứa hai phòng. Vợ chồng anh Nam cũng có phòng. Thiện xin được kết thúc video của Thiện ngày hôm nay. Cảm ơn các cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video của Thiện.
Rất là vui mừng khi ngày hôm nay đã hoàn thành được dựng nhà cho anh Nam, ngăn phòng là tất cả. Và cô Liên cũng đã dọn đồ giường ngủ rồi, vô ngủ rồi. Thì tối nay là không có còn cảnh ngủ mưa nữa. Tối nay là có nhà ở trong ngủ rồi nha. Thì cố gắng làm xong cái phần toilet với cái sân thì sẽ đến đây để bàn giao căn nhà này cho cô Liên, gia đình cô Liên và anh Nam. Rất là mừng, vừa lợp xong là ở trên đổ mưa luôn. Còn phải dọn cái bàn thờ của ông cụ vô trong nhà nữa, do còn mưa quá.